Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn xác nhận kết bạn nâng cao trên Facebook của mình bằng phần mềm Plus Scheduler. Phần đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào mục lập lịch theo từng tài khoản. Trong tab này, các bạn click vào mục thêm lịch mới để lựa chọn tác vụ mà các bạn muốn lập lịch. Trong phần lập lịch này, các bạn click vào mục xác nhận kết bạn để có thể thiết lập xác nhận kết bạn nâng cao. Tiếp theo, các bạn nhấn chọn mục chọn tài khoản muốn lập lịch để có thể thêm và chọn các tài khoản Facebook mà các bạn muốn xác nhận kết bạn nâng cao bằng phần mềm Plus Scheduler. Trong phần quản lý tài khoản Facebook ở đây, các bạn có thể thêm tài khoản của mình bằng cách nhập mỗi dòng một cookie, mỗi dòng một token hoặc mỗi dòng một định dạng user, sập đứng path, sập đứng cookie, sập đứng token. Bây giờ thì mình sẽ thêm cookie của tài khoản Facebook vào trong phần danh sách này. Sao chép cookie và dán vào mục danh sách tài khoản, nhấn chọn thêm. Như vậy là mình đã thêm thành công một tài khoản nữa vào trong danh sách tài khoản ở phía dưới. Nếu bạn nào chưa biết cách lấy cookie hoặc là token, các bạn có thể vào mục hướng dẫn thêm tài khoản hoặc hướng dẫn lấy token phân quyền và làm theo hướng dẫn. Trong danh sách tài khoản ở phía dưới đây, các bạn lựa chọn tài khoản mà các bạn muốn lập lịch để xác nhận kết bạn nâng cao. Sau khi đã lựa chọn tài khoản, các bạn click vào mục chọn để có thể xác nhận và lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao cho tài khoản này. Hoặc nhấn chọn vào mục chọn tất cả để có thể chọn tất cả các tài khoản ở trong danh sách trên khi xác nhận kết bạn nâng cao. Ví dụ mình sẽ lựa chọn tài khoản thứ hai, nhấn chọn. Thì tại đây một tab lập lịch xác nhận kết bạn được mở ra. Các bạn đi thiết lập thông tin để có thể xác nhận kết bạn nâng cao. Đầu tiên các bạn lựa chọn số lượng yêu cầu mà các bạn muốn xác nhận. Các bạn để 100 thì phần mềm sẽ quét các điều kiện ở phía dưới và xác nhận 100 yêu cầu kết bạn ở trên Facebook cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể click vào mục đến để có thể lựa chọn số yêu cầu kết bạn tối đa mà các bạn muốn xác nhận ở trên Facebook. Mình để ở đây là số yêu cầu muốn xác nhận từ 100 đến 200. Có nghĩa là phần mềm sẽ quét, check các điều kiện và xác nhận kết bạn từ 100 đến 200 yêu cầu ở trên Facebook cho mình. Các bạn cũng có thể tích để xóa những yêu cầu không thỏa mãn các điều kiện. Trong phần điều kiện ở phía dưới đây, các bạn tích chọn các điều kiện mà các bạn muốn lọc để xác nhận kết bạn cho mình. Ví dụ như là check giới tính, check số lượng bạn bè của người này lớn hơn bao nhiêu hay là nhỏ hơn bao nhiêu, số lượng bạn chung với bạn nhỏ hơn hay là lớn hơn bao nhiêu, check ngôn ngữ, số lượng bài đăng trong một ngày, check địa chỉ hay là check avatar, check quê quán. Các bạn nhập địa chỉ hay là quê quán mà các bạn muốn kiểm tra vào trong ô trống địa điểm và quê quán. Tiếp theo các bạn có thể thiết lập để sử dụng xác nhận kết bạn thông qua giả lập Chrome hay là API. Thời gian delay thì các bạn nên để từ 60 đến 240 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint hay là bị khóa tài khoản của mình trong quá trình tương tác. Cuối cùng thì các bạn đi thiết lập thời gian chạy để lập lịch xác nhận kết bạn ở trên Facebook. Các bạn có thể thiết lập để chạy hàng ngày bằng cách tích vào mục chạy hàng ngày hoặc tích vào mục chạy một lần để có thể chạy theo thiết lập trong đúng một lần. Các bạn thiết lập thời gian mà mình muốn và ngày chạy thiết lập này. Tích để có thể chạy lặp lại liên tục trong một tuần. Các bạn lựa chọn thời gian và ngày mà các bạn muốn chạy lặp lại tương tác này ở trong một tuần. Cuối cùng thì các bạn có thể thiết lập để có thể chạy xác nhận kết bạn liên tục sau bao nhiêu phút. Các bạn lựa chọn số thời gian mà các bạn muốn chạy liên tục. Trong phần danh sách tài khoản muốn lập lịch sẽ hiện lên danh sách của các tài khoản mà các bạn đã lựa chọn để có thể lập lịch xác nhận kết bạn nâng cao. Các bạn có thể click vào mục chọn tài khoản để có thể quay lại mục quản lý tài khoản Facebook, thêm hoặc là chọn các tài khoản khác mà bạn muốn xác nhận kết bạn nâng cao. Sau khi đã thiết lập xong, bạn click vào mục thêm để có thể lưu những thiết lập mà bạn vừa thiết lập.
Bây giờ mình sẽ lựa chọn thiết lập chạy một lần vào lúc 14 giờ 12 phút ngày mùng 10 tháng 4. Trên số lượng bạn bè lớn hơn 1.000, giới tính nữ. Thêm để lưu thiết lập. Đây chính là tài khoản của mình đã được thiết lập thành công. Loại tác vụ đó là sẽ nhận kết bạn. Thời gian đó là chạy một lần, tài khoản và ngày tạo, thời gian tạo. Trong ô lịch sử ở đây sẽ hiện lên lịch sử tương tác của tài khoản mà bạn đã thiết lập. Các bạn có thể click vào mục sửa để sửa những thiết lập mà bạn muốn. Nhấn lưu để lưu những thiết lập mà các bạn vừa chỉnh sửa. Click xóa để có thể xóa tài khoản mà các bạn vừa thiết lập thành công ở trong danh sách này. Bây giờ thì mình sẽ đi kiểm tra lịch sử tương tác của tài khoản mà mình đã thiết lập thành công. Trong tab lịch sử ở đây sẽ hiện lên lịch sử đã tương tác để có thể xác nhận những lời mời kết bạn theo gợi ý của Facebook. Check điều kiện về giới tính hay là check số lượng bạn chung. Với những tài khoản không thỏa mãn các điều kiện của mình đã đặt ra thì phần mềm sẽ tự động xóa những yêu cầu theo gợi ý này của Facebook. Với tính năng lập lịch để xác nhận kết bạn nâng cao như thế này thì các bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tài khoản để có thể lập lịch tương tác và xác nhận kết bạn ở trên Facebook, giúp bạn tiết kiệm thời gian cho quá trình tương tác và kết bạn ở trên Facebook của mình.